Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em. Hôm nay xin gửi đến quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo một căn nhà mới 100%. Thì nhà này đang ở trong khu dân cư Củ Long. Thì nhà mình xây mới ha, thì diện tích bề ngang 4x14, thiết kế một phòng khách, gian bếp, hai phòng ngủ. Thì đây là phòng khách phía trước ha, cũng tặng đầy đủ nội thất. Tặng 4 cái máy lạnh, 3 phòng ngủ, có phòng ngủ ở tầng trệt luôn. Trên trần nữa sẽ là có một cây quạt chùm, có đèn treo trên quạt luôn ha. Thì có cây quạt ở sao nó giống như nữa, có cây quạt như vậy. Thì nhà này cửa 4 cánh nhôm xi pha kiến cường lực. Thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm thì đến coi thực tế căn nhà khi vừa ý gặp chủ mình thương lượng mua bán ha. Đây là phía trước của căn nhà. Lộ giới trước nhà thì lộ giới là 7m, lề mỗi một bên là 3m, tổng con đường là 13m, hướng này sẽ đi ra chợ Bà Bộ, cách Đại học Y Dược khoảng 800m là tới Đại học Y Dược. Quay về hướng này, hướng Tây Bắc, khu vực này nhà cửa rất đông đúc, xe đậu thoải mái. Rồi mời quý cô chú anh chị em mình vô trong nhà tham quan trong căn nhà ha. Phòng khách sẽ nữa tặng cho mỗi cô chú anh chị em mình xem. Một bộ ghế sofa khi sở hữu nhà ha. Trang trí phòng khách nè, rất là đẹp luôn. Rồi bên đây thì thiết kế chỗ để tư vi, kệ để tư vi đồ đầy đủ ha, chân bông đồ đầy đủ. Chỗ này có cái tủ rượu nữa nè. Thì ra phía sau, nhà này đang trong giai đoạn hoàn thiện nha, còn vài ngày nữa là hoàn thiện rồi. Này lao chùi nữa là hoàn thiện ha. Đây là cầu thang ta dưới dạ cầu thang nhà vệ sinh. Phòng ngủ thì trong phòng ngủ có tặng bộ giường hộp và tủ đựng quần áo ha. Đây là tủ đựng quần áo. Mỗi phòng đều có máy lạnh hết, phòng khách cũng có luôn. 3 phòng ngủ, 3 máy lạnh, phòng khách một cái nữa là 4 cái. Nhà có cửa sau, có đường thoát hiểm ở phía sau 2m luôn. Rất là thoáng mát căn nhà. Thì trong gian bếp thì có tặng một bộ ghế bàn ăn, 6 ghế và kệ bếp thì âm tường. Trên tầng ngày trần thì treo đèn chùm này ha. Đó. Nữa phía trước là sẽ có một cái quạt đèn chùm giống vậy luôn. Đây thì có bức tranh bên này. Thì sàn nước thì ở đây, ở phía sau này cũng có cái sàn nước nữa nè. Đó, đây cái chỗ phơi đồ, sàn nước đồ để ở đây luôn ha. Lối thoát hiểm ở phía sau này là 2m nha. Thì quý chú anh chị em nào quan tâm đến căn nhà này thì đến coi thực tế. Khi vừa ý gặp chủ mình thương lượng mua bán thì nhà này thì tổng diện tích sử dụng là 118m. Pháp lý là sổ hồng, có giấy phép xây dựng. Giá dao động sở hữu thì 3.750.000.000 sở hữu ngay. Nhà mới 100% luôn, tặng cũng đầy đủ nội thất trong nhà ha. Thì quý của chú anh chị em nào quan tâm thì đến coi thực tế căn nhà. Thì bán kính trong vòng cỡ 800m đầy đủ tiện ích hết. Thì thuộc của phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, cách chợ Bà Bộ thì tầm 500m ha. Là tới chợ Bà Bộ thì trên đây có một chỗ này là sinh hoạt chung, thì sẽ đặt cái đây bộ ghế salon đồ ở đây ha. Nhà này 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Thì đây thì có một cái nhà vệ sinh ngay chỗ này ha. Còn phía sau trong này là cái phòng ngủ. Phòng ngủ và tủ giường hộp đựng quần áo ha, tủ đựng quần áo có giường hộp đồ luôn. Có gắn máy lạnh đồ sẵn hết chưa? Thì quý chú anh chị em nào quan tâm thì đến coi thực tế căn nhà. Khi vừa ý gặp chủ mình thương lượng mua bán ha. Cửa phòng bằng cửa nhựa nha. Cửa nhà vệ sinh thì bằng nhôm xi pha. Chỗ cầu thang lên dán gạch như giấy cá nha. Đây thì phòng ngủ ở phía trước trên lầu có, cũng có tặng cái giường hợp, và chỗ này thì chỗ làm việc ha, trang điểm học tập gì ha. Còn đây thì tủ đựng quần áo ngay chỗ này ha. Đó, máy lạnh đầy đủ hết trơn.
Đây thì cái không khung này để trang trí nha. Còn phía trước này là hành lang phía trước 2 mét ở phía trước nè. Đó, cái cột nè. Đây mặt trước của căn nhà ha. Đó, con đường phía trước quay về hướng này, hướng Tây Bắc. Lộ giới thì 7 mét, là mỗi bên 3 mét, tổng con đường khoảng 13 mét nha. Thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm đến căn nhà này thì mình đến coi thực tế khi vừa ý gặp chủ mình thương lượng mua bán. Giá dao động khoảng 3,750 sở hữu nha. Đây là phía trong căn nhà, để quay lại cho quý cô chú anh chị em mình xem rõ lại ha. Đó. À, chỗ này sinh hoạt chung. Còn chỗ cái cầu thang lên nè, có bức tranh và dán gạch màu đá, dãy cá, giống như dãy cá, dãy gồng vậy. À, cầu thang đi xuống bằng kiến. Đường cầu thang đi lên thì rất là rộng rãi, gần mét rưỡi luôn. Đây là phòng khách ha, có phòng ngủ tầng trệt. Chỗ cầu thang đi xuống thì có tủ rượu nè. Rồi về quý cô chú anh chị em mình sở hữu thì trưng bày gì thì tùy theo sở thích ha. Thì để từ vị trí nhà sẽ chạy dài ra hướng chợ Bà Bộ cho quý cô chú anh chị em mình xem. Thì nhà này cách đại học FPT thì tầm khoảng cỡ gần 2 km là tới đại học FPT. Đại học Nam Cần Thơ thì khoảng đó ha, Đại học Cần Thơ thì nó lại 2 km luôn. Này cũng là thuộc trung tâm thành phố Cần Thơ rồi. Thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm đến nhà này thì liên hệ số điện thoại 0396400040, dẫn quý cô chú anh chị em đi coi khi vừa ý gặp chủ mình thương lượng mua bán. Số điện thoại 0396400040 sẽ dẫn quý cô chú anh chị em mình đi coi vừa ý gặp chủ mình thương lượng mua bán. Xin cảm ơn rất nhiều. Thì sẽ chạy ra một đoạn đường ra tới bà chợ chợ Bà Bộ cho quý cô chú anh chị em mình xem luôn. Đường này là đường số 2, thì chạy có gió ồ, quý cô chú anh chị em mình bớt tiếng xuống thì có cái đường đi ha. À, đây thì xe chạy thoải mái luôn, xe 2,5 tấn 5 tấn gì cũng chạy thoải mái luôn. Đây là cái hướng chạy ra chợ Bà Bộ. Cảm ơn quý cô chú anh chị em đã xem, thì rất mong quý cô chú anh chị em xem đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo sẽ gửi những vị trí nhà, những vị trí nền cho quý cô chú anh chị em xem tham khảo nha. Đây thì quẹo bên đây. Từ trong nhà chạy ra chợ Bà Bộ này khoảng 800 500 mét là tới. Nó tới đây là tới
đường Nguyễn Linh chợ Bà Bộ ha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại những video sau, xin cảm ơn rất nhiều.